xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Và hiện nay, ngoài hoạt động ở trên YouTube, bản thân mình đang hoạt động ở trên TikTok, Facebook, Instagram khá là sôi nổi và tất cả các tài khoản của mình đều là Khoai Tây yêu tiếng Trung. Nếu như bạn yêu thích tiếng Trung hoặc là yêu thích mình thì hãy follow mình nhé! Đã bao giờ các bạn tự hỏi cảm giác của người Trung Quốc như thế nào khi họ nghe những cái bài giao tiếp ở bên trong giáo trình dạy tiếng Trung hay chưa? Mình thì mình hỏi luôn rồi đấy! Và phản hồi của những đứa bạn của mình là cảm giác nó cứ sao sao ấy, mặc dù là không có gì sai cả, nhưng nó cứ thế nào ấy, không có cái gì sai về mặt ngữ pháp, không có gì sai về mặt từ vựng. Tuy nhiên, để hiểu theo cái mức gọi là có cái sự đồng cảm sâu sắc với những đứa bạn của mình thì mình không có. Cho đến ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì mình đã bớ được mấy cái video dạy tiếng Việt của trường Đại học Quảng Tây. Đây là những kiểu video hội thoại tiếng Việt dành cho bộ môn tiếng Việt của trường Đại học Quảng Tây. Và sau khi ra mấy cái video này xong thì mình cũng có cái cảm giác thấu hiểu là người Trung Quốc hóa ra họ xem giáo trình dạy tiếng Trung họ cũng sẽ có cảm giác chắc là cũng như thế này. Mình đã xem, bạn cũng phải thế. Vào việc. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng xem cái video đấy với mình nhé. Chào anh, xin lỗi anh tên là gì? Chào chị, tôi tên là Hải. Còn chị tên là gì? Tôi tên là Lan. Anh là người ở đâu? Tôi là người Hà Nội. Còn chị là người ở đâu? Tôi cũng là người Hà Nội. Rất vui được gặp anh. Tôi cũng rất vui được gặp chị. Không ấy, cái không ấy, cái kiểu như là what the hell? Không có gì sai ở đây cả. Không có gì sai ở đây cả. Ừ, nhưng mà nó cứ thế nào ấy nhỉ? À, không biết có phải tớ là người bất lịch sự hay là những người tớ gặp mà không được lịch sự cho lắm hay là như thế nào đấy, hay là do thực sự là người Việt Nam chúng mình ít khi mà kiểu nói câu là rất vui được gặp bạn. Chắc kiểu cái nhạc nền nhá, cực kỳ Việt Nam luôn nhá. Để nghe lại phát. Rõ ràng kiểu bolero miền Tây luôn á. Ý! Chuẩn luôn cái nhạc mà hay được bật ở trên mấy cái xe khách đi về quê ấy. Video số 2. Không, mọi chuyện vẫn chưa hết đâu các bạn. Tiếp video số 2 nào. Video số 2 này là tự giới thiệu bản thân trong lần đầu gặp mặt. Chào anh tên là gì? Chào chị, tôi tên là Minh. Còn chị tên gì? Tôi tên là Lan. Rất vui được làm quen với anh. Tôi cũng rất vui được làm quen với chị. Anh Minh là bác sĩ phải không? Không, tôi là nhân viên của một công ty bất động sản. Kiểu đấy các bạn hiểu cái cảm giác đấy, tức là rõ ràng không có gì sai ở đây cả, đúng không? Ngữ pháp không sai, từ vựng không sai, trái gì sai, nhưng mà nó cứ sao sao ấy mọi người, nó cứ có một cái cảm giác gì đấy mà nó không tự nhiên lắm, kiểu nó cứ sao sao, đúng không? Đấy, tiếp tục nốt còn video số 3 nữa để thực sự đi đến sự đồng cảm nào. Còn video số 3 này chủ đề là gì đây? Là cũng là tự giới thiệu bản thân, nhưng cái này là kiểu giới thiệu là quen. Tôi xin giới thiệu, đây là anh Phong, còn đây là chị Phương, bạn tôi. Chào chị Phương. Chào anh Phong. Chị Phương là người Trung Quốc à? Vâng, tôi là người Trung Quốc, còn anh Phong?
Tôi là người Việt Nam. Chị Phương sang Việt Nam lâu chưa? Bây giờ chị làm nghề gì ạ? Tôi ở Việt Nam khoảng 5 năm rồi. Tôi lấy chồng người Việt Nam. Hiện nay thì tôi đang làm giáo viên dạy tiếng Trung tại một trung tâm ở Hà Nội. Rất hân hạnh được làm quen với chị. Tôi cũng rất hân hạnh được quen biết anh. Mọi thứ vẫn ổn trừ một vài câu quá lịch sự, đúng không? Đấy. Thế nên là sau 3 video này thì tớ nhận ra được mấy điều như sau. Thứ nhất, cái cảm giác người Trung Quốc khi nghe cái giáo trình dạy tiếng Trung của họ có lẽ là cũng xem với cảm giác của chúng mình khi vừa xem 3 cái video dạy tiếng Việt này của người Trung Quốc. Mặc dù rõ ràng là không có gì sai hết, nhưng cái bạn có để ý là cái sự lịch sự nó hơi bị quá đà lên không? Kiểu như là nó khiến cho chúng ta cảm giác là cái người này nói chuyện hơi bị sách vở này. Nó không giống như những gì nó diễn ra bên trong thực tế của chúng mình cho lắm. Nên chúng mình sẽ có cảm giác là nó hơi thế nào nào ý. Đấy, cái kiểu nó sao sao ý. Và đây cũng chính là lý do tại sao những bạn nào suốt ngày chỉ ôm những cuốn giáo trình HSK, những cuốn trình giáo trình học tiếng Trung để đi làm bài tập, để làm đề thi. Và khi các bạn lao vào giao tiếp thực tiễn thì cái người nghe người ta cũng sẽ có cái cảm giác gai gai giống như vậy. Là bởi vì ở trong giao tiếp thực tế thì chúng ta không phải lúc nào cũng nói giống như sách. Vậy thì làm cách nào để những người học ngoại ngữ chúng mình có thể giao tiếp một cách nghe nó đỡ chuối hơn? Đấy chính là giao tiếp thật là nhiều. Một cách thôi, giao tiếp thật là nhiều. Trong cái quá trình giao tiếp thực tế, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều từ vựng và cũng có rất nhiều cách để biểu đạt một cái vấn đề nào đó mà ở trong sách người ta không còn nói cho bạn biết. Việc trò chuyện giao tiếp hàng ngày thứ nhất sẽ giúp cho các bạn có được phản xạ tốt hơn. Thứ hai, sẽ có được nhiều từ vựng tốt hơn. Thứ ba, bạn sẽ biết được nhiều cách để diễn đạt một vấn đề hơn. Và thứ tư là khi các bạn đã nói quen miệng rồi thì cái cách biểu đạt của các bạn nó sẽ rất là tự nhiên. Tự nhiên về cả cách biểu đạt, tự nhiên về cả cách sử dụng từ vựng, tự nhiên về cả các cái cấu trúc câu mà bạn sử dụng và tự nhiên về cả cái ngữ khí của các bạn. Sẽ có nhiều thứ tuy rằng trong giáo trình có dạy nhưng trong thực tế chúng ta không sử dụng. Ví dụ như ở cái video số 3 mình vừa đưa cho các bạn xem. Cái câu tôi xin giới thiệu một chút, wǒ lái jiè shào yī xià. Trên thực tế thì về cơ bản người Việt Nam chúng ta cũng như là người Trung Quốc sẽ không sử dụng nó ở trong giao tiếp thực tế hàng ngày. Hay là câu rèn shì nǐ hěn gào xìng, rất vui được làm quen với bạn. Ở trong rất nhiều các giáo trình tiếng Trung cũng như giáo trình dạy tiếng Việt thì đều có nhắc đến câu này. Nhưng liệu rằng trong thực tế chúng ta có sử dụng nó hay không? Chúng ta không, đúng không nào? Vậy nên bản chất của việc học tiếng Trung giao tiếp nó sẽ khác với học tiếng Trung luyện thi. Khi các bạn luyện thi, các bạn sẽ tập trung nhiều vào các cấu trúc ngữ pháp này, luyện đọc này, luyện viết này, luyện làm bài tập, tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Trong khi ở trong giao tiếp thực tiễn thì chúng ta sẽ tập trung sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc ngữ pháp cơ bản đơn giản, nhưng chúng ta sẽ cần khá là nhiều từ vựng để có thể sử dụng một cách linh hoạt trong đời sống. Và không phải những gì ở trong sách dạy là tất cả những thứ chúng ta có thể học. Mình lấy ví dụ, ở trong sách người ta sẽ dạy các bạn nói rất tốt là hấn hò. Tuy nhiên trong thực tế để nói rất tốt chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cách để biểu đạt, kiểu như hấn hò, phê chẳng hò, thơ biệt hò, chính hò đơ, giấy hò. Vậy nên là hỏi các bạn học tiếng Trung giao tiếp, nếu các bạn xác định rằng muốn học tiếng Trung để đi trò chuyện, để đi nói chuyện một cách tự nhiên nhất, thế thì hãy đứng lên, đừng có chỉ ôm lấy đống sách vở nữa mà hãy đi giao tiếp thực tiễn. Sẽ không có gì bằng bài học thực tế cả. Sách giáo trình là thứ để cung cấp cho các bạn lý thuyết, bao gồm từ vựng và ngữ pháp để các bạn có thể biết được cần phải sử dụng như thế nào. Nhưng để có thể sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên, thành thục thì các bạn bắt buộc phải luyện tập nó mỗi ngày. Giống kiểu như những cái cuốn bí kíp võ công ấy, người ta chỉ dạy kiểu chiêu thức này, đấm ra sao, đá ra sao, nó chỉ là lý thuyết thôi. Thế còn nếu như bạn muốn đánh nhau mà kiểu như là thực hành thành cao thủ võ lâm thì bạn bắt buộc phải luyện tập hàng ngày để biến cái mớ lý thuyết khô khan đó thành thứ thuộc về mình. Học ngoại ngữ cũng vậy thôi. Mà thực ra là học bất kỳ môn học nào cũng thế. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích cái video này thì hãy để lại cho mình một like, một share, một comment và đăng ký kênh của mình, bấm chuông tinh 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 để chúng mình gặp nhau được nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!